hướng dẫn phân tích chỉ tiêu clo dư tự do trên dòng máy quang phổ DR309 của H. Mẫu cần được phân tích ngay sau khi thu thập, không thể bảo quản mẫu để phân tích sau. Đầu tiên cần lấy 2 mẫu nước vào 2 cuvet 10ml. Lấy một gói hóa chất chỉ thị màu DPD dùng cho chỉ tiêu clo dư tự do mẫu 10ml, mã sản phẩm là 2105569. Tiến hành phân tích. Trên dòng máy DR309, chọn chương trình 80 dùng để phân tích chỉ tiêu clo dư tự do hoặc clo dư tổng. Lau sạch cuvette chứa mẫu trắng, sau đó đưa mẫu trắng vào trong mẫu và tiến hành bước 0. Sau đó tiến hành chuẩn bị mẫu đo, cho một gói hóa chất chỉ thị màu DPD dùng để đo chỉ tiêu clo dư vào trong mẫu đo và tiến hành khuấy đều. Nếu trong thành phần mẫu có chứa clo dư, mẫu sẽ chuyển sang màu hồng. Tùy vào nồng độ clo dư trong mẫu mà mẫu sẽ có màu hồng nhạt hay màu hồng đậm. Hóa chất sau khi khuấy nếu không hòa tan hết cũng không ảnh hưởng đến kết quả đo. Trong vòng 60 giây tiến hành phân tích chỉ tiêu clo dư. Lau sạch lọ mẫu và cho vào máy phân tích DR309 và tiến hành đọc. Kết quả sẽ hiển thị trên màn hình. Kết quả là 0,86 mg/L clo dư.